À, hello anh em, và chào mừng người quay trở lại với channel của Suy Z. Mình giữ con Zeal này phết, là mình sẽ giữ con Zeal đi. Ôi, trời ơi. Tí nữa trông nó cứ sưng sưng đấy nhỉ. What the hell? Wonder how, wonder why. Hay kết à? Muốn làm một trận thên nhỉ? Hay kết muốn đánh thên anh em ơi. Xấu ghê, xấu ghê. Trông không uy tín lắm. Thể chơi mình chơi hai Quillen vào cũng được, nhưng mà chơi Quillen kẹp với Zeal kẹp với một con nguyên tố cũng được, mà thôi chắc thôi. Nên là mình sẽ gặp lại anh em sau chuyện thua nhé. A few moments later. Rồi em, đây mình sau chuyện thua và mình đang còn có khá là trung phòng một dũng, mất khá nhiều máu. Vậy sao nhưng mà anh em dạo này roll sớm quá, em lên bốn tướng sớm quá, trừ nhiều máu quá, sợ thật, khủng bố thật. Nên là chắc mình sẽ đép đép xong rồi thắng, giành lại cái chuỗi thắng luôn nhé, không thua sâu thêm nữa. Mà tướng mình hơi yếu nên chắc đã thắng lại được. Đồ cũng không phải xấu đâu, đồ cũng chơi được á. What is my target? Master of the secret martial art. Anh nít ngon hơn. Để cho floor đi, floor xiên nó sẽ sát thương chuẩn. Hát đánh này nhỉ. Bảy con voi. Quên là cho suy hồn nữa anh em. Cái trận này thứ thua này là ngon này. Thua một trận là một chết cũng được. Thua một chết. Rank cao trận này mình đánh trợ thủ thật anh em ơi. Khá là hợp lý cho mình đánh trợ thủ. Ném cho ai? Trời, đang rất cái chuỗi thua ở đây mất rồi. Do you need a friend? Mercy's only for the deserving. Pass
tạm thời là vậy nhé. Chưa có 6 Noman nhưng mà này trông đẹp này cũng ok. Phê phết. Có một thương, một truy hồn, đồ cũng phải xấu này. Mong lau ulti được 1-2 phát gì đấy. 1 phát 2 phát, 2 phát. Không được. Chắc đã mất cái chuỗi thắng của mình rồi. Thua mất một tí ấy. Sao rồi mà bán thần thì ngon hơn. Sao rồi mà bán thần thì floor mình sẽ siêu được luôn. Xong rồi các thứ. Không có gì lắm nhỉ. Đáp thêm một tí. Phê máu anh em ơi, trận này mình mất đầu game nhiều máu á. Thua 3 trận mà còn 75 máu. Này ok này. Đây mình cần thêm một tí đồ mana, rất cần rất nhiều đồ mana này. Cho rồng quan trọng nhất. Theo cho nắc. Để chắc mình chơi cẩn thận thôi. Một lý do gì đấy bất cần cả. Ai chết à? Cẩn này hơn anh em. God bless. God fucking hell. Giờ được sắp ốm rồi. Ốm rồi anh em ơi. Thất vọng. Okay, what happened? What happened? Ok, ok. Chết thế, còn để tưởng ra Ngọc Đại nơi. Ok phết này, lau thổi đẹp quá này. Ở đấy mình chờ mong ra Ngọc Đại hơn nhưng mà sao hai đồ này ok, hai đồ này mình ném được cả cho nắc cả cho rồng luôn. Nên là cũng khỏe. Không phải yếu đâu. Không sao, chắc mình đánh con thên nữa. Chưa con gì ngang sánh ngang con thên được.
À phải lấy la xi nữa anh em ơi. Một la xi nữa. Chắc là để con rồng này ký nhỉ. Đến rồng rồi. Nó xuống kia. Kia xin con rat à? Cho xin con này đi. Để cho đây đi. Shall I compare thee? Cánh bên này lau gánh quá. Lau nó gánh cánh bên này quá. Con này bỏ game này. Trợ thủ kinh nhỉ, 4 mạng trợ thủ cơ. Nhìn con thêm lập đập lên thêm 2 không? Hoặc von cát 2 không? Xong rồi chơi cẩn thận trận này. Đánh phải vậy. Đánh phải vậy thôi. Đến thế nhỉ? Tháng mình bán hai mạng này đi nhá. Umen mình bán đi cũng được. Okay, butterfly ghép góc sau gánh hết rồi. Làm việc hết rồi. Nhiều đam phết. Lo hơi đam này. The universe. Thank you. I'm watching over me. Bỏ luôn được anh em ơi, tìm mình khỏe ở nơi. I will see my destiny to the end. The fragrance of romance is truly intoxicating. Cho chị hiểu cho con đắc luôn đi mà thôi, không sao. Đắc chặt thế kia cũng được. Chị hiểu để ném cho teo được. Trợ thủ. Đây cần nhất là con rồng anh em ơi. Con rồng thên con von cát. Chưa sách thánh thì còn đang đánh thên. Đập con thên 2 lên cho hai nó hai đồ này. Hai đồ này, thêm cái choi này tốt, có con choi ngon. Được. Được anh em ơi. Xịn luôn này. The door to another dimension. Lights is fleeting. Victory means truth. Cắt đi đi. Xịn luôn này anh em ơi. Ném tặng cho ai nhỉ? Hai bạn này mình muốn thay bằng bạn khác. Bạn này chẳng hạn. Cương bắt đáy à? Cày thế nhỉ? Cày thế. Bắt đúng mình ạ. Mày qua một cát nó gánh á. Lên gần lên một cát 2 luôn nhỉ. Giữ chuỗi thắng không anh? Nghĩ cũng hay đấy. Chỗ này mình chiếm được khá nhiều tướng này. Này voi 3 này. Này cũng căng ta. Rồng một hai con à. Nó thế mà muộn à. Oh,
and have magic prevail. Water is the origin of all life. This is the source. Eco luôn em ơi. Úi trời ơi. Chơi game, bạn chơi game vội quá. Chơi game các bạn sống vội quá bạn ơi. Sống vội luôn anh em ơi. Sống vội luôn. Đã thế mình cũng sống vội anh em ơi. Ai cũng ai nhà nhà sống vội rồi. Không có con rồng nào luôn mà cho mình lấy mà luôn mà. Không có một con rồng nào ạ. Mới vòng 17. Kinh không? Chơi game ai cũng sống vội ạ. Không có con rồng nào. À, điên thật. Bạn này chắc chắn trả được cho mình con rồng này. Cái bạn này toàn bốn mấy máu thì chắc không trả nhau đâu. Không có triển vọng gì là trả nhau con rồng gì đâu. Sấm vội thôi, lên 9 thôi. Thương một bên bên kia đúng không? Hai bên bên kia đúng không? Ba bên bên kia đúng không? Mình chuyển ra bên kia nhé, chuyển sang bên này nhé. Cho con rồng mình an toàn thì đợi dây cuối để chuyển. À chuột. Chạy được em ơi, chạy được. Sợ con Volcat mình xuống kia nó hơi bị ấy nhỉ. Cho con Volcat xuống đây nó bị đẩy không. Rồi bắt được con bên kia này. Rồng thổi thẳng à. Thổi thẳng sao mà ngon bằng mình được. Cũng khỏe đấy, cũng khỏe đấy. Giờ thiếu đi rắc thôi. Đi rắc với cả một con thên. Trận này mình lắp cho con Volcat ra. Ra Volcat trước là mình lắp lên 2 rồi. Ra con thên thì mình cho nó đổ gì nhỉ. Oh, bắt đầu trả tướng rồi đấy, bắt đầu trả tướng rồi đấy. Cần đâu. Bây giờ nhá. Nếu mà con nắc này nó cầm hai cái kia nó sẽ là 80. 80 cộng với 20 là 100. 100 à. 100. Thì mình sẽ ném được một cái đồ của con rồng sang cho con thên. Thì con thên sẽ có một cái đồ đấy, nó sẽ dễ bổ hơn là không có đồ gì. Nhưng thực ra trận này rồng mình đã có thương nên mình đang hơi thích ném đồ cho rồng. Ném đồ cho rồng ok cơ, nếu mà cho ra thêm một thì chắc mình sẽ ném đồ cho thên đâu. Bởi vì mình cứ để có hai kết thì ném cho thêm ok đúng không, nhưng mà bây giờ đang có con rồng này mà nó có thương thì con rồng này sẽ thổi điên hơn nhiều và còn muốn thêm. Trận này được gây ra nhiều mana quá để sống được, không ra mana trận này cũng đi đấy, đi đấy, đi xa mấy dặm đấy. Gần lên được, gần lên được. Ta sao mình lên không có gì. Xong rồi bắt đầu roll nhé. Bắt đầu roll con thên. Thêm một tướng nữa là thêm đi rắc này. Thêm một tướng nữa là thêm con này này. Thêm một tướng nữa thêm con đi rắc thay con này bằng con thên. Hoặc là một con phù thủy. Ừ, thêm phù thủy cũng được. Với mất lại bán con Lily hợp vội. Một tám thêm thôi, bạn này chắc là lắp thêm rồi. Sách thánh luôn à, này cũng căng này. Tí bạn này cầm Volcat là vả đầu mình á. Đáng sợ đấy anh em ơi. Liềm thì không cần đâu, đủ liềm quá rồi. Ồ, Richter à. Không cần lắm ta. Cần con này đấy. Chuồn nhá. Tí xong mình chuồn góc này nhá. Né con Volcat này phát. Gì đấy? Chuồn góc à?
Không, thổi hơi xấu tí này. Nhưng mà vẫn thổi được phát nữa không? Ok, hai phát. Cái này làm chùm rồi anh em ơi. Con này chắc đi luôn đấy, 25 máu. À không, không đi. Không đi được. Ông men chắc cứ cầm thôi. Cầm cho vui thôi chứ. Không để làm gì. Ông men, bạn này ông men 2 rồi này. Bạn này chưa có ông men này. Bạn này đang chờ ông men này. Chờ ông men, chờ von cát. Nên cho von cát bay đi không nhỉ? Hay mình cho con khác bay đi đi. Cho Alice bay đi không? Không, Alice ở lại được. Rock bay đi. Mình muốn cho con khác ở lại nó tanh cơ anh em ơi. Đi, chưa có đi Rock đúng không? Thay vào mất thiêng anh em. Thay vào nó chưa ok lắm. Nhiều thương hết. Nhiều thương. Cắt ăn choáng à. Con cắt là giáp bổ mệnh mà đúng không? Còn liền là giáp bổ mệnh mà đúng không? Không ăn thua à? Kèo bắn đau phết nhỉ? Cũng phải đi thôi. Phải đi thôi, đánh chuẩn quá mà. Điểm chính quá mà. Chưa ra đi rắc anh em đấy. Tìm đi rắc nữa. Có một bạn nữa đi rồi. Mình gặp bạn Liêm này đúng không? Liêm đi rồi. Cái đâu đấy? Cái đâu đấy anh em? Ra thêm cái tăng sao nữa. Rồi hết thương này, một thương bắt bên kia, mình sẽ đẩy sang góc bên này, con cắt mấy bên này. Thế là mình đẩy sang góc bên này luôn cũng được. Cho mình con cắt, mình chơi con cắt bạn kia. Nhưng bạn này có voi, mình không cho con cắt đâu. Mình sẽ đẩy cái này sang đây thôi. Sang con nắc cót. Nắc cót mình sẽ chui sang con nắc cót sang góc bên này. Là vừa. Thế đó. Sau con cắt mình sẽ chạy sang góc bên kia. Bắt con nette đi. Bạn này thì vẫn bắt được con nắc cót này. Thổi được con Nacot này, Nacot vẫn bị ăn rồi này. Nacot mình không sao này. Khỏe quá, khỏe quá. Chưa được chiêm ngưỡng sức mạnh của con Thên nhỉ. Bạn này thì sao, bạn này thì cũng cho vào bạn kia đi thôi. Ok. Solo 1-1 nào. Thiếu Dirac. Thiếu Dirac. Nhất quyết phải tìm Dirac này. Anh em có đang nghĩ cái mà mình đang nghĩ không anh em? Không ra nhỉ? Có vợ. Vừa mới quay ra quay vào phát đã thấy. Ê thật sự luôn ấy. Vừa mới quay ra quay vào phát đúng không anh em? Chết rồi, con cát này còn đi xuống một ô nữa. Hey, vừa mới đi ra đi vào quay ra phát đã nhìn thấy con Volcat 3 ở trên bản đồ rồi. Sợ thật đấy anh em ơi, mình chưa sách thánh nữa chết rồi. Bây giờ chỉ còn một cách là con Volcat mình nó có thêm một cái thẻ tăng sao. Chết rồi, bạn này còn đồ chuẩn với Volcat nữa. Ê. Ê tại sao lại thế được nhở? Gì nhỉ? Thì không cho Nacot mình ulti luôn nhé. Mình thử cho một cái đồ này sang cho con Thên nhé. Mình sẽ cho đồ sang cho con Thên. Ê mà lo ngại thật ghê. Chết rồi, cản con Volcat này kiểu gì? Anh em ơi, lo lắm đây này. Nó mình sẽ đẩy con này lên trên một chút nhé. Anh em mình để lên trên một chút nhé. Để cho con rồng mình thổi được truy hồn vào con Volcat. Và cầu trời nó chết phát.
Và con rồng mình sẽ bị đẩy sang góc à? Bây giờ có sách thánh cho con cát đây rồi. Cần kèo liền anh em ơi, cần kèo liền. Nhưng mà mình cần con... Chết dở rồi anh em ơi. Ê, phải ra con đi rắc đấy. Không là trận này rời cứu. Rời cứu thật. Rời cứu anh em ơi. Ba đồ thê luôn này. Bây giờ chạy kiểu quái gì bây giờ anh em? Anh em cho mình một câu trả lời với. Biết chạy kiểu gì bây giờ? Chạy tạm sang bên kia nhá. Rồng thổi này, von cát mình chơi này. Sau đó con rồng mình sẽ đứng ở góc này và nó sẽ nhả con von cát bên này. Rồi chết rồi. Một mạng nữa, nhảy. Ăn choáng. Ơ kia không choáng nó à? Có truy hồn anh em ơi, có truy hồn. Con cắt ba với chúng tôi à? Bạn chắc chưa? Bạn chắc chưa bạn ơi? Bây giờ phải, bạn ấy sẽ chủ yếu thay map một tí ấy, mình sẽ thay thương xuyên phá khắp nơi chạy lung tung tí nhé, mình vắt theo ấy. Hai truy hồn không? Hai truy hồn đi. Cho con Nacot hoặc Drac cầm. Drac đi. Bạn chắc chưa bạn ơi, bạn chắc chưa? Mình cần con thêm 2 nữa. Drac 2 nữa thì tốt. Thêm 2, Drac 2, con gì 2 cũng được. Drac 2 rồi này. Mày quá. Rồi, giờ sao bạn muốn gì? Chạy bên này à? Ok, chạy bên này thì mình chạy ra bên này. Ok chưa? Ok chưa nhỉ? Thêm xuống kia rồi này, con rồng ấy sẽ thử lệch sang đây. Ôi nó vẫn thổi thẳng à? Ôi sao con Nacot các thứ mình chui hết sang đây này này. Đi Nacot vẫn sống đúng không? Chết rồi, mất hai truy hồn à? Ấy sao con rồng của mình quả đấy thổi lệch dã man luôn nhỉ? Chết rồi, không có truy hồn làm sao giết được con mợ này đây bây giờ. Được rồi, được rồi. Con rồng này vẫn thổi thẳng không? Ghét nhỉ. Con rồng này thổi thẳng là hơi bị có vấn đề đấy anh em ơi. Đào tí góc đi. Cho con rồng này thổi thẳng đi. Này thổi chéo đi, rồng mình đứng ở góc này, đi rắc mình đứng ở đây này. Sấy một phát này. Còn rồng còn đi rắc này, còn rồng này. Còn rồng của chi hồn này, ăn choáng này. Nhảy hai phát là nó chết rồi này. Có chi hồn con cát nhảy một phát thôi. Ok. Má, phòng cắt bà của chúng tôi ạ. Ây da. Bây giờ nha. Tại sao biết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn.